Nhà nhá, này bắt ông ngủ ông cả nhà, khó mà chúng ta để nha, mỗi lần bắt được có một miếng ổ, miếng mặt nào không có nhà, chi cũng nhà nha. Hay, thì sáng giờ vẫn chết cả nhà. Con mặn quýnh quá, quýnh rồi cả nhà. Nó thấy ổ nó ở đâu vậy? Mẹ ơi, cái này thấy không nữa. Mặt mình nha, quá trời ổ mặt. Ôm hết cái ổ mặt rồi. Ôi sắp trắng hay gì vậy trời. Ui da, ui da. Có mặt không? Ôi, mặt quá ngon rồi cả nhà ơi. Ông mặn quá trời ông mặn rồi. Không chịu không nổi. Hả? Quá ông mặn rồi. Cả nhà ơi. Để em lên đây em review cho cả nhà xem cái nha. Mặn quá, quýnh quá, chịu không nổi cả nhà. Đem có cái bọc à. Trời ơi. Bên khô bên ấy cả nhà ơi. Ây à. Ơi mặt cũng ngon quá lắm đó nha. À nó lắp được em. Quýnh quá quýnh rồi. Ông bạn quýnh á.
nó chịu không nổi luôn á. Không mặc, không mặc mày cả nhà. Nó quạt mày chứ mày. Nó sáng quá nha. Không rồi, ở đây thôi em ơi. Có đợt sau nó về dưỡng lại. Mặt hay vậy, hút mặt lại không? Mày sửa đại nha. Quá không rồi. Ừ. Quýnh quá quảng luôn cả nhà ơi. Con mặn quýnh quá quýnh ơi. Đau quá vậy. Thốn quá thốn rồi cả nhà. Cái nhà thấy hay á cho xin ngược like rồi đăng ký kênh chia sẻ nha. À. Mặc mấy trăm lại đúng không? Ngon lắm. Thủy hơn à. Nghe đi. Ừ, nghe đi. Cái áo nhà tôi luôn cả nhà ơi. Bằng gì mốt cục nấu. Ê, trời trời. Nhém té rồi.
Rồi xuống đây cái một cái hành trình gian nan á nè. Cái cục sát chưa? Sát mà dùng giữa chạy là gì lấy đâu? Quạt nè. Cho ông miếng đi. Cho ông cốc hai cốc gì đi nè. Ông mà ông quýnh quá quýnh. Tiếm kiệm vô luôn. Một vít. Hai vít. Ba vít. Mang gió mua đây không được chú vô. Chủ nhà. Cái nhà. Má trời cái nhà ơi. Được có. Quá trời cả nhà. Hay, chào mến chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà đứng sau rồi em có nào quay cho cả nhà xem đó nha. Ba cả nhà.